ánh sáng rất nhanh. Trên thực tế, nó là thứ nhanh nhất mà chúng ta biết. Và thậm chí một định luật vật lý cho rằng không gì có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Nó di chuyển với tốc độ gần 300.000 km trên giây và có thể đi từ mặt trăng đến trái đất chỉ trong vòng chưa đầy 1,3 giây. Khoảng cách trung bình từ mặt trăng đến trái đất là 384.403 km và trong sứ mệnh chinh phục mặt trăng của nhân loại, 9 phi hành đoàn lên mặt trăng bao gồm Apollo 8, Apollo 10, Apollo 13 và 6 tàu đổ bộ trên bề mặt sẽ mất hơn 78 giờ, tức 3 ngày 6 giờ để đi vào quỹ đạo mặt trăng. Nhanh nhất là Apollo 8, mất 2 ngày, 21 giờ và 8 phút, trong khi Apollo 17 mất nhiều thời gian nhất, với thời gian 3 ngày, 14 giờ và 41 phút, thời gian bao gồm thời gian trên quỹ đạo trái đất. Tuy 1% tốc độ của bất cứ vật gì nghe có vẻ không lớn, nhưng với ánh sáng, tốc độ đó thực sự rất lớn, gần khoảng 11 triệu km một giờ. Với tốc độ này, chúng ta sẽ chỉ mất hơn 1 giây để đi từ Los Angeles đến New York với khoảng cách là 3.940 km và nó nhanh gấp 10.000 lần so với máy bay phản lực thương mại hiện nay. Vậy đâu là những thứ nhanh nhất mà con người từng tạo ra? Đạn có thể bay với tốc độ 4.200 km trên giờ, gấp hơn 3 lần tốc độ âm thanh. Máy bay nhanh nhất là máy bay phản lực X-3 của NASA với tốc độ tối đa 11.200 km trên giờ. Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng tốc độ đó mới chỉ bằng 0,001% tốc độ ánh sáng mà thôi. Những vật thể nhanh nhất do con người tạo ra là tàu vũ trụ. Chúng được gắn tên lửa để đạt được tốc độ phá vỡ lực hấp dẫn của trái đất, khoảng 40.000 km trên giờ. Hiện tại, tàu vũ trụ đang di chuyển nhanh nhất là tàu thăm dò mặt trời Parker của NASA. Sau khi phóng từ trái đất vào năm 2018, nó lướt qua bầu khí quyển thiêu đốt của mặt trời và sử dụng lực hấp dẫn của mặt trời để đạt vận tốc lên tới 535.000 km trên giờ. Tốc độ đó thực sự nhanh đến chóng mặt, nhưng chỉ bằng 0,05% tốc độ ánh sáng mà thôi. Tại sao ngay cả 1% tốc độ ánh sáng cũng là một giới hạn khó vượt qua? Điều gì đang ngăn cản loài người đạt tới 1% tốc độ ánh sáng? Nói một cách ngắn gọn thì đó là năng lượng. Bất kỳ vật thể nào đang chuyển động đều có năng lượng do chuyển động của nó. Các nhà vật lý gọi đây là động năng. Để đi nhanh hơn, bạn cần tăng động năng. Vấn đề là cần rất nhiều động năng để tăng tốc độ, có nghĩa là để làm cho một cái gì đó đi nhanh gấp đôi thì sẽ cần gấp 4 lần năng lượng, hay nhanh gấp 3 lần sẽ đòi hỏi gấp 9 lần năng lượng, vân vân. Ví dụ, để một thiếu niên nặng 50kg đạt 1% tốc độ ánh sáng thì sẽ tiêu tốn đến 200.000 tỷ joule năng lượng, gần bằng lượng năng lượng mà 2 triệu người Mỹ sử dụng trong một ngày. Vậy chúng ta có thể đi nhanh như thế nào? Như vậy, để khiến một vật đạt được 1% tốc độ ánh sáng thì chúng ta sẽ cần một lượng năng lượng khổng lồ. Liệu con người có thể làm cho một vật di chuyển nhanh hơn nữa không? Có thể, nhưng các kỹ sư cần phải tìm ra những cách mới để giúp mọi thứ di chuyển trong không gian. Tất cả các tên lửa, ngay cả những tên lửa mới được SpaceX và Blue Origin phát triển, hầu như đều sử dụng phương pháp đốt cháy nhiên liệu, không khác nhiều so với đốt cháy xăng trong ô tô. Vấn đề là việc đốt nhiên liệu này hiệu suất rất kém. Các phương pháp khác hiệu quả hơn nhiều so với nhiên liệu hóa học để đẩy tàu vũ trụ là sử dụng lực điện hoặc lực tử và phản ứng nhiệt hạch là quá trình cung cấp năng lượng cho mặt trời. Với lực điện tử thì ta có động cơ ion. Động cơ đẩy ion, ngoài đẩy nhanh tốc độ, cũng hiệu quả hơn động cơ hóa học khi so sánh cùng một khối lượng và quãng đường tương đương. Theo đó, động cơ mới cần ít nhiên liệu hơn trong khi có thể vận chuyển được nhiều hàng hóa và đưa nhiều phi hành gia hơn vào không gian. So với tên lửa nhiên liệu hóa học, sức đẩy của động cơ ion khá nhỏ. Điều này có nghĩa là nó phải hoạt động trong một khoảng thời gian rất dài để có thể đạt được mức gia tốc tương đương như khi sử dụng nhiên liệu hóa học, và như vậy nó không phù hợp để khởi động động cơ và cất cánh bay lên. Có một tin vui là tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng phản ứng nhiệt hạch có thể, không còn là một giấc mơ khoa học viễn tưởng nữa. Và đó là động cơ Direct Fusion Drive, viết tắt DFD. Dự kiến động cơ này sẽ đưa vào thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2028. Nếu thành công, tàu vũ trụ trang bị động cơ phản ứng nhiệt hạch DFD sẽ đưa con người tới sao Thổ chỉ trong 2 năm hoặc tới sao Diêm Vương trong vòng 5 năm sau khi phóng. So với sứ mệnh Cassini của NASA, đến được sao Thổ sau 6,75 năm và tàu thăm dò chân trời mới của cơ quan này đã mất 9,5 năm để đến được sao Diêm Vương.
và động cơ tăng gấp đôi như một nguồn năng lượng mạnh, có nghĩa là công nghệ này có thể có một loạt các ứng dụng ngoài trái đất. Ví dụ, DFD có thể giúp cung cấp năng lượng cho trạm không gian quay quanh mặt trăng, theo kế hoạch của NASA, được gọi là Gateway, cũng như các căn cứ trên mặt trăng và sao hỏa. Bên trong DFD sẽ có một plasma nóng chứa từ tính gồm helium-3 và deuterium, một loại hydro nặng đặc biệt có một neutron trong hạt nhân của nó, trái ngược với hydro bình thường, không có neutron. Nguyên tử của các nguyên tố này sẽ hợp nhất trong plasma này, tạo ra nhiều năng lượng và rất ít bức xạ nguy hiểm. Plasma nóng chảy làm nóng chất đầy mát chảy bên ngoài khu vực giam giữ. Chất đầy này được dẫn ra một vòi phun ở phía sau động cơ, tạo ra lực đẩy. Phản ứng tổng hợp hạt nhân về mặt lý thuyết rất khó khai thác và chưa ai thành công trong việc trình diễn một lò phản ứng nhiệt hạch quy mô đầy đủ, khả thi về mặt thương mại. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là nguồn năng lượng của tương lai. Ngoài ra, các nhà khoa học đang nghiên cứu nhiều cách khác để di chuyển nhanh, bao gồm cả các động cơ warp drive, một cách di chuyển nhanh hơn ánh sáng trong phim viễn tưởng Star Trek. Một tàu vũ trụ được trang bị ổ đĩa dọc có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn ánh sáng bằng nhiều bậc độ lớn. Trái ngược với một số công nghệ giả tưởng nhanh hơn ánh sáng khác như ổ đĩa nhảy, ổ đĩa dọc không cho phép di chuyển tức thời giữa hai điểm mà liên quan đến thời gian có thể đo lường được, phù hợp với khái niệm này. Trái ngược với siêu không gian, tàu vũ trụ với vận tốc dọc sẽ tiếp tục tương tác với các vật thể trong không gian bình thường. Cho tới hiện nay, những gì mà các nhà nghiên cứu đạt được mới chỉ là những thí nghiệm dựa trên lý thuyết. Các nhà vật lý vẫn cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa để các giả thuyết có thể tiệm cận với thực tế hơn. Dù vậy, hy vọng rằng nghiên cứu sẽ sớm đạt được thành công trong thực tế và giấc mơ khám phá vũ trụ của con người sẽ hoàn toàn khả thi trong tương lai. Một cách đầy hứa hẹn khác để đưa một vật di chuyển nhanh hơn là sử dụng phương pháp cánh buồm mặt trời. Trong đó, các tàu vũ trụ sẽ được gắn những tấm nhựa mỏng, lớn để ánh sáng mặt trời có thể đẩy vào chúng, giống như gió trong cánh buồm bình thường. Các nhà khoa học nghĩ rằng cánh buồm mặt trời có thể giúp tàu vũ trụ đạt tới 10% tốc độ ánh sáng. Công nghệ cánh buồm đã được sử dụng trong vũ trụ trước đây, lần gần nhất là nhiệm vụ Light-CO2 của Hiệp hội Hành tinh đã trải qua 2 năm trên quỹ đạo. Dù công nghệ buồm mặt trời đang ở giai đoạn sơ khai, lợi ích tiềm năng bao gồm kéo dài thời gian nhiệm vụ do cả hệ thống đẩy bằng hóa chất và điện đều hạn chế về lượng nhiên liệu sẵn có. Các nhà quản lý nhiệm vụ cũng sẽ xem xét chức năng đẩy trên buồm hoạt động tốt tới mức nào khi thay đổi quỹ đạo của tàu vũ trụ, chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiến xa hơn từ trái đất. Có thể một ngày nào đó, khi loài người không bị giới hạn trong một phần nhỏ tốc độ ánh sáng, chúng ta sẽ có thể du hành tới các vì sao,